dài từ Bắc xuống Nam, bao đời nay vẫn làm bạn với cây lúa, những cây lúa vươn mình mạnh mẽ như ước vọng của người nông dân trên cánh đồng để đến mùa bội thu, mùa vàng cho đất nước. Năm 1978, nhạc sĩ Hoàng Vân đã viết ca khúc Hát về cây lúa hôm nay. Mỗi ca từ là một lời ngợi ca về hạt vàng, hạt ngọc, về sự vất vả của người nông dân. Và chúng ta hôm nay vẫn tự hào và ngợi ca về cây lúa, về người trồng lúa cho quê hương. Bài ca ngợi ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Ngày hôm